câu đề 5 nè. Đó, đề 5. Cho một cái tam giác ABC vuông tại A. AB bằng 60 cm, AC bằng 80 cm, vậy AB nhỏ hơn AC. Đó. Cố gắng vẽ nha, mọi người vẽ cái hình cho nó bự một chút xíu nha. Đó. Đây là A, B, C. Đó, cẩn thận vẽ vào. Được chưa? À? Vuông tại tại A. Đây là 60 nè. Đây là 80. Được chưa? À? Đó. Rồi, có đường cao AH thì đường cao AH thì vuông góc với cạnh đối diện nè, vuông góc với cạnh đối diện. Các bạn đưa vào vuông góc vuông vào và các bạn kẻ AH. Rồi, chứng minh câu A. Chứng minh gì ạ? À? Chứng minh cái tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC. HBA, các bạn thấy tam giác đó chưa? À? Các bạn che lại nè, HBA thì các bạn nhân vào góc A và góc H giúp lại nha. Xin lỗi, góc B và góc H giúp lại nha. Góc B nha mọi người. Tiếp tục ABC, các bạn nhân vào ABC, vậy có chung góc gì ạ? À? Chung góc B và góc H bằng góc A bằng 90 độ, vậy ta xét cái tam giác HBA và tam giác ABC. Thì ta có nè, góc thứ nhất HBA bằng CBA, hay còn gọi là góc chung đó mọi người. HBA bằng ABC, góc này gọi là góc chung. Nhiều nơi người ta ghi góc B chung đó, nhiều nơi nha, nhiều nơi ghi góc B chung cho nó lẹ. Tiếp theo BHA bằng BAC bằng bao nhiêu à? 90 độ. BHA bằng BAC bằng 90 độ, giả thuyết. Từ đó suy ra hai tam giác đồng dạng BH thiếu chữ gì ạ? Đồng dạng với BA thiếu chữ gì ạ? BAC. Được chưa ạ? Trường hợp gặp. Được chưa ạ mọi người? Sau đó các bạn tính cái biểu thức AB bình bằng BH nhân BC. Thì tính tính đó bằng cách nào? Thì các bạn dựa vào đây nè các bạn ghi 1 2 3 đánh số vào để các bạn viết, các bạn không có bị lầm nha mọi người. Thì mình sẽ có gì ạ? 1 2 trên 1 2, vậy là BH trên BA. 1 3 trên 1 3 là BA trên BC. 2 3 trên 2 3 đó là HA trên AC. Đây gọi là tỷ số đồng dạng. Sau đó nhìn vào cái điều này thì các bạn thấy rằng đây AB nè, BH nè, BC nè, giống cái này chưa ạ? Rồi thì các bạn nhân nhân chéo, vậy là ta có thằng này nhân này nè, thấy không ạ? Này nhân này là AB nhân AB bằng BH nhân BC. Vậy suy ra AB nhân AB chính là AB bình bằng BH nhân BC. Ok không ạ? À? Ok không mọi người? Ok không?